Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể quan tâm. Đặc biệt vai trò của gia đình là nhân tố tích cực trong việc chăm sóc phụng dưỡng ông bà cha mẹ lúc tuổi già. Gia đình cụ Lò Thị Thân và gia đình cụ Lan Văn Út ở xã Nam Xuân là một điển hình như thế. Được sự giới thiệu của Hội Người Cao Tuổi xã Nam Xuân, chúng tôi đến thăm gia đình cụ Lò Thị Thân ở thôn Đắc Xuân, xã Nam Xuân. Năm nay đã 110 tuổi, nhưng trên nét mặt cụ vẫn còn lưu lại nét nhanh nhẹn hoạt bát. Được biết cụ Lò Thị Thân là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở xã Bắc Mọc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cụ có 8 người con, 4 trai và 4 gái và nhiều cháu chắt chít. Các con của cụ đã trưởng thành, có người năm nay cũng đã lên lão. Hiện nay cụ đang sống cùng người con trai út là Lò Văn Trình và vợ là Lan Thị Dinh. Để minh chứng cho tuổi của mẹ mình, anh Lò Văn Trình cho chúng tôi xem giấy mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng năm 2006 và giấy mừng thượng thọ 110 tuổi của Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cụ Thị Hậu trao tặng năm 2016. Để có được cái tuổi thất thập cổ là gì? Ngoài các yếu tố như cụ luôn thực hiện chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, năng vận động, song yếu tố quan trọng nhất là sự chăm sóc phụng dưỡng với lòng tôn kính yêu thương của con cháu. Hàng ngày 16 anh chị em, con trai, con gái, con dâu, con rể thay nhau chăm sóc phụng dưỡng cụ từ miếng ăn giấc ngủ lúc trái gió trở trời. Các cháu chắc chít, nhiều thế hệ cùng vui chơi quay quần bên cụ. Hơn 100 năm qua, cụ Lò Thị Thân luôn có sức khỏe tốt, đặc biệt là vài chục năm trở lại đây, mặc dù tuổi cao nhưng cụ rất ít khi bị ốm đau, chưa một lần phải đi bệnh viện. Sở dĩ cụ sống thọ cũng bởi môi trường trong lành, cuộc sống thanh bình, con cháu hiếu thảo, gia đình hòa thuận, luôn dành sự chăm sóc phụng dưỡng cho mẹ già tốt nhất. Cụ Lò Thị Thân năm nay 110 tuổi, như có trường hợp như ngày hôm nay chúng tôi con cháu tập trung chăm sóc bà. Một hai nữa là do bản thân bà cũng tự chăm sóc và hai cái con cháu chúng tôi tập trung chăm sóc cho bà để cho bà vừa tinh thần và tư tưởng và ăn uống cho bà để bà sống lâu muôn tuổi cho con các cháu. Ở thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân còn có ông Lan Văn Út, năm nay đã 102 tuổi. Cụ Út cũng là người dân tộc Thái ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Với truyền thống cách mạng, cụ tham gia làm dân công hỏa tuyến trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ chống thực dân Pháp đến năm 1954, rồi tham gia chống Mỹ cứu nước. Khi về với cuộc sống đời thường, cụ vẫn lao động sản xuất như bao nhiêu công dân khác. Mặc dù gia đình cụ kinh tế không khá giả, con cháu thường ngày cũng phải bươn chải với công việc mưu sinh, nhưng vẫn dành tất cả sự kính trọng thương yêu để chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ của mình. Anh Lan Văn Tiến, người con trai thứ tư của cụ, năm nay cũng đã 72 tuổi cho biết, dù công việc có bận mấy cũng phải dành thời gian chăm sóc phụng dưỡng cha già, không những chăm lo về vật chất mà tinh thần mới là điều cốt yếu. Sự hòa thuận đoàn kết vui vẻ của mọi người trong gia đình cùng với sự kính trọng thương yêu cha già là điều quan trọng nhất để cụ sống vui sống khỏe, kéo dài được tuổi thọ. Tôi là con trai của cụ Lan Văn Út, là ông cũng được 102 tuổi. Ông hiện nay vẫn còn đang sống khỏe, minh mẫn. Rồi là ông cũng thường xuyên là đi ra là ông vận động. Rồi là cụ đã thọ được 102 tuổi, là đó là điều phúc cho gia đình của chúng tôi. Cố gắng là chăm ông cụ đến nơi đến chốn là để có một tuổi thọ cao hơn nữa. Ông Vi Văn Thanh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Nam Xuân cho biết, Hội Người Cao Tuổi xã Nam Xuân cũng đã dành nhiều sự quan tâm đến hội viên của mình, nhất là những cụ cao niên như cụ Lò Thị Thân và cụ Lan Văn Út. Việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già của những gia đình này rất đáng trân trọng biểu dương. Hội cũng xem đây là những gia đình gương mẫu để phát động cho tất cả các gia đình hội viên khác học tập và noi theo. Ở cái xã Nam Xuân của chúng tôi là có 11 chi hội và có 406 hội viên. Về cái sự chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là chúng tôi đặt là những người đứng đầu thì cũng luôn luôn là khi có cụ ốm đau thăm hỏi, đồng thời là gia đình của các cụ á, thì chúng tôi có hai cụ đã thượng thượng thọ, đã một
bà là Lò Thị Thân là 110 tuổi, thì ông La Văn Út là 102 tuổi. Để cái phụng dưỡng của chăm sóc của gia đình ấy, nhất là con cháu của gia đình thì là chăm sóc rồi ăn uống đúng bữa, đồng thời là chăm sóc rất là chu đáo, cho nên các chủ là sống lâu sống khỏe, đồng thời là cũng dạy bảo con cháu, là nhất là các cháu bây giờ là rất là ngoan, phải nói như thế, cho nên là cái phòng trồng của cao tuổi nó bổ ích để các cụ cho sống lâu sống vui và sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Đó là một cái sự quan tâm của chính quyền, của tổ chức hội, đồng thời của gia đình. Việc chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ thể hiện được đạo lý truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, uống nước nhớ nguồn. Người cao tuổi là cây cao bóng cả của mỗi gia đình, tấm gương những gia đình mẫu mực trong việc chăm sóc phụng dưỡng ông bà cha mẹ rất đáng được trân trọng. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày quốc tế người cao tuổi, mỗi người con chúng ta cầu mong cho các cụ sống thọ, sống vui, sống khỏe, để làm cây cao bóng cả là niềm vui hạnh phúc cho mỗi gia đình Việt Nam. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.